Theo một thống kê, tính đến tháng 10 năm 2024, Campuchia có 1.273 nhà máy do các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, chiếm 54,7% trong tổng số 2.326 nhà máy đầu tư công nghiệp trên toàn đất nước. Tổng số tiền đầu tư các nhà máy này là 9,08 tỷ USD, chiếm 45,49% tổng vốn đầu tư toàn Campuchia. Điều này được đề cập trong cuộc họp giữa Hem Van Dy, Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Đổi mới sáng tạo Campuchia và Vương Văn Bân, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, mới đây, theo tường thuật của tờ Khmer Times. Ông Van Dy cho biết, Campuchia và Trung Quốc có tình hữu nghị lâu đời và sự hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ đóng vai trò là trụ cột chính trong hợp tác kim cương giữa hai nước. Bộ trưởng Van Dy cho biết, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Campuchia trong lĩnh vực sản xuất, một lĩnh vực sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng Campuchia trong tương lai. Khi Campuchia chuẩn bị thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển nhất vào năm 2029, quốc gia này mong tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt trong sản xuất nguyên liệu thô trong nước để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Bộ trưởng nói thêm, ông Van Dy cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính như là tiêu chuẩn hóa, đo lường, dịch vụ phòng thí nghiệm và cung cấp nước. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc đã ghi nhận thành công của sự hợp tác này. Ông Vương Văn Bân cảm ơn Campuchia vì đã ủng hộ sáng kiến quốc tế của Trung Quốc và mời Campuchia tham dự các sự kiện sắp tới do Trung Quốc tổ chức, bao gồm cuộc họp hành lang đổi mới Mekong Lan Kang và hội nghị AI vào năm 2025. Tại diễn đàn về hợp tác kinh tế số Campuchia-Trung Quốc tại Phnom Penh vào thứ Hai, đại sứ Trung Quốc đã đánh giá cao tình hữu nghị sắt đá, góp phần vào sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, những cột mốc hợp tác mới giữa Trung Quốc và Campuchia sẽ nhiều hơn và tình hữu nghị sắt đá giữa hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hợp tác quốc tế. Ông Vương nói, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm gần một phần nửa vốn đầu tư cả nước Campuchia. Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Campuchia trong lĩnh vực sản xuất, một lĩnh vực sẽ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng của Campuchia trong tương lai. Campuchia và Trung Quốc có tình bạn lâu dài và sự hợp tác của chúng tôi trong ngành công nghiệp và công nghệ đóng vai trò là trụ cột chính trong hợp tác kim cương giữa hai nước. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hem Van Dy, vị bộ trưởng của Campuchia này nói tiếp, khi chúng tôi chuẩn bị thoát khỏi cảnh quốc gia kém phát triển nhất vào năm 2029, chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là trong sản xuất nguyên liệu thô tại địa phương để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Nick Chararit, giám đốc trung tâm nghiên cứu con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Campuchia, cho biết các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thúc đẩy nền kinh tế Campuchia và cải thiện sinh kế của người dân địa phương. Các dự án do Trung Quốc đầu tư theo sáng kiến vành đai và con đường như khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville, các nhà máy thủy điện, đường cao tốc Phnom Penh Sihanoukville, sân bay quốc tế Siem Reap Angkor, đường xá và cầu cống cùng nhiều dự án khác đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế của Vương quốc. Ông nói với Tân Hoa Xã, Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Trung Quốc CCFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP đã tạo thêm động lực cho thương mại song phương giữa Campuchia và Trung Quốc, thu hút đầu tư mới. Lim Heng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia cho biết, theo FTA Campuchia-Trung Quốc và RCEP, các nhà đầu tư Trung Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài khác coi Campuchia là một khu vực đầu tư tiềm năng cho xuất khẩu, Heng nói với tờ Khmer Times. Vào tháng 9 vừa qua, Tổng cục Thuế Campuchia GDT đã gửi một lời mời các nhà đầu tư Trung Quốc tìm hiểu cơ hội tại vương quốc này. Ông Kong Vibon, Tổng cục trưởng GDT đã đưa ra lời kêu gọi tại Diễn đàn Thương mại và Kinh doanh Trung Quốc-Campuchia ở Thẩm Quyến, được tổ chức gần đây. Ông Vipon đã trình bày về các lợi ích thuế và các chế độ ưu đãi dành cho các nhà đầu tư của nước ngoài, đồng thời nêu bật tình hình kinh tế thuận lợi của Campuchia, đặc biệt là tiềm năng của quốc gia này thông qua các hiệp định thương mại đa phương và song phương. Ông cho biết, tôi mời tất cả các đại diện doanh nghiệp đến thăm Campuchia để tìm hiểu về tình hình thực tế và các yếu tố thuận lợi tại Campuchia để đầu tư và tránh hiểu lầm thông qua thông tin không chính xác và không đầy đủ. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vương quốc Campuchia nhấn mạnh cam kết của đất nước trong việc cung cấp môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tại diễn đàn, một số nhà đầu tư Trung Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu các cơ hội tại Campuchia. Hoạt động tiếp cận các nhà đầu tư Trung Quốc của GDT là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Campuchia nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đa dạng hóa nền kinh tế. Bằng cách nêu bật những lợi ích khi đầu tư vào Campuchia, GDT đặt mục tiêu định vị quốc gia này là điểm đến ưa thích của các doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng dấu ấn toàn cầu của mình. Trong tháng 8 đầu năm nay, khối lượng thương mại giữa hai nước đạt 10,07 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền từ Bắc Kinh đã giúp cho Campuchia bật lên nhanh chóng. Tuy vậy, nó cũng như con dao hai lưỡi. Những khoản đầu tư viện trợ hậu hĩnh vô điều kiện từ Trung Quốc có thể là nguy cơ khiến Campuchia bị lệ thuộc theo các quyết sách đối ngoại và đối nội. Những khoản viện trợ khủng trên có thể khiến Phnom Penh đôi lúc không thể tự chủ trong việc đưa ra những quyết sách đối ngoại quan trọng có ảnh hưởng lớn đến uy tín của nước này. Bằng chứng rõ nhất cho sự phụ thuộc này là năm 2012, khi chính phủ Campuchia, nước không liên quan trực tiếp đến tranh chấp ở Biển Đông, phản đối yêu cầu của Philippines đưa vấn đề tranh chấp ở bãi cạn Scarborough vào bản tuyên bố chung của ASEAN.
không vượt qua được bất đồng, ASEAN lần đầu tiên không thể ra được tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra ở Phnom Penh. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của Bắc Kinh, Phnom Penh luôn tỏ ra miễn cưỡng khi chỉ trích hoặc kháng nghị vấn đề môi trường phát sinh từ các chính sách của Trung Quốc. Điều này được thể hiện qua việc Trung Quốc không gặp phải sự phản đối quyết liệt từ Campuchia khi xây dựng đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong, dù con đập này đe dọa phá hủy môi trường sinh thái ở khu vực, nơi hàng triệu người dân Campuchia phụ thuộc vào dòng sông để sinh sống. Một bài học cho sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn viện trợ từ Trung Quốc là trường hợp của Pakistan. Do nhận nhiều viện trợ từ Trung Quốc nên Pakistan buộc phải đánh đổi quá nhiều thứ. Islamabad đã đồng ý cho Bắc Kinh độc quyền vận hành cảng Gandra của nước này trong 40 năm, đồng thời đồng ý để Trung Quốc đưa binh sĩ đồn trú tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát để bảo vệ các lợi ích chiến lược. Đây được đánh giá là những đánh đổi đắt giá, thậm chí liên quan đến vấn đề chủ quyền. Lợi ích lâu dài của Campuchia nằm trong việc tham gia các sáng kiến khu vực như ASEAN và cố gắng hài hòa các mối quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực càng nhiều càng tốt. Việc theo Bắc Kinh khiến Campuchia dễ đối đầu với nhiều nước trong khu vực, tạo căng thẳng ngoại giao không đáng có trong phát triển lâu dài. Chưa kể, việc phụ thuộc quá nhiều vào một nước có thể khiến quốc gia gặp rủi ro rất lớn nếu sự hợp tác đó có vấn đề. Tiêu biểu nhất là thành phố biển phía nam Sihanoukville, nơi có hàng trăm dự án đến từ Trung Quốc. Chúng được kỳ vọng sẽ biến nơi đây thành điểm du lịch hàng đầu khu vực, thu hút khách nước ngoài, đem lại nguồn ngoại tệ lớn, thay đổi bộ mặt thành phố và đất nước. Sihanoukville được ví như Macau thứ hai khi hàng chục sòng bạc mới mọc lên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hàng trăm nhà thầu Trung Quốc đã tháo chạy, bỏ lại hàng loạt dự án ma tại Sihanoukville. Theo chính quyền địa phương, thì thành phố này hiện có khoảng 360 tòa nhà xây dựng dở dang, khoảng 170 tòa nhà đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang. Campuchia chỉ thu hút khoảng 550.000 lượt khách du lịch Trung Quốc, giảm 77% so với năm 2019. Chỉ chưa đến 16.000 du khách đến sân bay Sihanoukville, giảm 98% so với năm 2019. Dòng vốn đầu tư trở lại Sihanoukville chậm sau đại dịch do chính phủ Campuchia kiểm soát sòng bạc và bất động sản Trung Quốc sụt giảm. Chính phủ nước này ước tính cần khoảng 1,1 tỷ USD nữa để hoàn thiện các dự án dở dang ở thành phố. Không phải là chính phủ của Thủ tướng Hun Manet không biết, mà họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đa dạng hóa nhà đầu tư. Một trong những đối tác quan trọng mà Phnom Penh nhắm đến chính là Nhật Bản. Trong 3 thập kỷ qua, Nhật đã tài trợ cho các dự án cảng ở Sihanoukville. Tuy nhiên, dưới sức ảnh hưởng vượt trội từ Bắc Kinh mà họ không thể mở rộng đầu tư hơn được. Trong dự án kênh đào Funan Teco, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã hoan nghênh phía Tokyo quan tâm đến mình. Tuy nhiên, đến hiện tại thì phía Nhật chưa có động thái cụ thể nào. Dự án kênh đào Funan Teco có kinh phí ước tính là 1,7 tỷ USD, được tiến hành nhằm tạo ra một tuyến đường thủy mới dài 180 km trải dài qua địa phận 4 tỉnh. Hiện tại, dự án này sau 3 tháng với lễ khởi công vô cùng hoành tráng vẫn chưa đào được thêm mét nào. Nguyên nhân có thể để gặp khó khăn từ nguồn vốn của Trung Quốc. Việc vận hành con kênh được dự báo gặp không ít rủi ro khi nó có thể không chịu được các tàu có tải trọng lớn, dẫn tới phải chia nhỏ gói hàng, gây đội chi phí so với việc thuê cảng của các nước láng giềng như Việt Nam. Tương lai của Campuchia đang phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Vậy liệu họ có tự quyết được số phận của mình?